Xin chào quý cô bác anh chị, trở lại với kênh Ký Sự TV. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện đang cực kỳ nóng về cái việc chị Trang chủ động đi tìm chồng ở Bình Phước, và cái mối tình giữa chị Trang và cái anh đại gia sầu riêng cũng đang được nhiều người rất là quan tâm cũng như là bàn luận. Khi mà chị Trang chủ động lên cho Bình Phước để mà gặp gỡ và gọi là tìm hiểu cái người chồng sắp cưới của mình thì cũng nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người, người ta đồng tình, người ta cho rằng là cái việc mà phụ nữ đi tìm chồng trong thời buổi hiện nay cũng khá là bình thường, không có gì là to tát hoặc là đáng phải nói cả. Nhưng cũng có một số người, đặc biệt là những cô chú anh chị lớn tuổi, cũng không có đồng tình về cái việc là cặp đi tìm trâu giống như hoàn cảnh của chị Trang. Nếu như người chồng Bình Phước xuống tận nhà chị Trang để mà tìm hiểu, dạo hỏi đi, thì sẽ không có một vấn đề gì xảy ra cả, và cũng không ai lên tiếng cả. Như lần này chị Trang cũng chủ động và đề cập cái chuyện là lên nhà để mà tìm hiểu, cũng như là trong cái cuộc gặp gỡ thì cũng có những cái lời đề cập quá nhiều về cái chuyện sinh lý và cái chuyện giường chiếu, nên cũng khiến nhiều cô chú anh chị lớn tuổi họ không có hài lòng và họ lên tiếng, họ phản bác cái điều này. Họ cho rằng là đã là người phụ nữ, dù ở độ tuổi nào cũng phải giữ ý giữ tứ và giữ cái giá của mình. Mình cũng là thân phận phái yếu phái mềm, nên cái chuyện mà đề cập đến cưới sinh hoặc là sinh lý thì hãy để bên đàn ông họ chủ động họ nói, chứ tại sao chị Trang lại chủ động quá nhiều trong cái hoàn cảnh này như vậy. Chưa kể là chị Trang cũng đang là một người phụ nữ cũng lớn tuổi rồi. Đúng ra ở cái tuổi chị Trang, người ta đã làm xuôi làm gia rồi, có cháu nội có cháu ngoại. Còn đằng này chị Trang cũng đang đi tìm hạnh phúc, nhưng mà lại hơi bày tỏ thái quá và có những cái hành động đi quá giới hạn cho phép. Đó là cái việc đề cập quá sâu đến cái vấn đề là giường chiếu này kia trước mặt bà con họ hàng và ống kính YouTube, thì đó là một cái hành động mà mình tin là chị Trang vấp phải một làn sóng dư luận cũng khá lớn họ phản đối cái chuyện này. Có rất nhiều khán giả từ trong Nam ra ngoài Bắc gọi về cho em để mà góp ý về cái hoàn cảnh của chị Trang. Đa số là có những lời góp ý là chê bai thôi, cũng như là yêu cầu và mong muốn chị Trang phải chấn chỉnh lại ngay cái việc là phát ngôn những cái lời lẽ nhạy cảm trước ống kính. Nhưng cũng có một số ít người họ gọi về để mà họ có những lời bênh vực cũng như là bao biện và góp ý một cách rất là nhẹ nhàng cho chị Trang. Thì bây giờ mời khán giả cùng với Ký Sự TV sẽ lắng nghe một cái chú gọi là sĩ quan về hưu, chú ngoài Bắc, nhưng mà cũng gọi vào cho em để mà có những ý kiến đóng góp. Và trong cái ý kiến này, chú cũng có những cái lời nói đỡ chị Trang là khán giả cũng không nên khắc khe quá, không nên gọi là nặng lời quá. Dù gì chị Trang cũng chỉ là một người phụ nữ ở độ tuổi là già hồi xuân đi tìm hạnh phúc thôi, cũng không có gì to tát cả. Nếu những cái lời gì đó nó có quá đáng hoặc là nó hơi gọi là phản cảm một chút thì chúng ta cứ góp ý một cách nhẹ nhàng thôi, cũng không nên dùng những từ ngữ nó nặng nề hoặc là nó kêu có nhiều quá khiến câu chuyện trở nên nó phức tạp. Và ngày hôm qua khi mà người chồng của chị Trang, người chồng cũ thôi, có gọi về cho em và lên tiếng ý kiến thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự đồng tình, bởi vì họ cho rằng người chồng này là một người chồng cũng tử tế, bởi vì ăn nói lịch sự, nhã nhặn, không có một lời tục tiểu nào được phát ngôn trên mạng xã hội. Đó là một cái điểm cộng rồi. Bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến là cho rằng người chồng này bây giờ đã chia tay hết duyên với nhau rồi thì cũng không nên lên trên mạng để mà vạch áo cho người xem lưng. Nói chung thì một khi đã lên trên mạng và công khai ý kiến thì phải chấp nhận hai cái luồng, một bên khen và một bên chê nha cô chú anh chị. Và bây giờ để hiểu rõ hơn cái chú sĩ quan về hưu đã nói cái điều gì về chị Trang mà nhận được nhiều sự đồng tình, thì bây giờ mời khán giả cùng với Ký Sự TV sẽ lắng nghe cái đoạn chia sẻ của chú nha. Có ý kiến bác cũng là một trong những người đã về hưu, bên quân đội đã về hưu, yeah. Nhưng mà bác cũng hay tham luận trong các cái kênh của YouTube, yeah. Bác cũng có con cháu làm kênh YouTube rất thành đạt đó, yeah. Thì bác lúc nãy có thấy một số cái ý kiến ở bên cái số điện thoại của cháu nói về cái cô Trang này, yeah. Thì bác cũng đồng ý toàn bộ cái quan điểm đó. Hôm qua đúng lúc bác đang theo dõi ở trên Bình Phước ấy, thì bác tại nhà bác cũng có nói một cái câu, tự bác nói cái câu cái cô này tự nhiên là cũng cái biết nó cũng không được chuẩn mực. Sau khi mình đi lấy chồng, mình là phụ nữ con người Việt Nam, mình phải có cái tính nết na dịu dàng. Thế mình không nên có những cái mà bốc đồng như cái sự việc đó. Thế nhưng mà bác cũng
đồng ý những cái quan điểm của mọi người, cái cô này là phụ nữ Việt Nam là mình phải giữ chọn một cái nếp na của con người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là trước ống kính thì mình phải nói những lời nói nào nó lịch sự nhất, không nên tung những lời nó phản cảm ra với cháu ở nhiều. Thì bác rất đồng ý cái đó. Thế nhưng mà bác cũng rất bức xúc mà thấy cháu, các cháu có ý kiến nên là bác cũng rất là vui. Mà cái này thôi, bây giờ người phụ nữ người ta cũng ở cái hoàn cảnh rất là bi đát, một mẹ cha và anh em xóm làng ở đấy thì mình cũng thấy có nhiều những cái mà cũng rất là không muốn tìm những cái ý ở cái nơi quê hương của cái người đó để nói nhiều. Và về cái bữa đầu tiên lấy cái cháu trưởng á thì tự nhiên là một mình cũng bỏ đi, mà cũng ở trong nhà cũng không có ai lên tiếng gì hết, mà cũng còn là chửi nọ chửi kia chửi thề là cái cô chàng này là bí thoát này kia, 50 tuổi còn lớn chứ đấy, thì đấy là con của cô chàng nhá. Sau khi cái bác có biết ứng tình huống đấy thì đôi khi là ai thế thôi, một người nhất là đến cái tuổi mà ta đứng bóng như thế này rồi, người ta cũng cần một cái gì đó, cái tình cảm này về sau này nương tựa lẫn nhau, thì ta không phải là nhờ để lấy ăn, đôi khi là cái là chính thì đã cần tựa để mà mình khi mà xong rồi sau có quá trình mà đến cháu trường kia thì đúng là mình cũng khẳng định là cái cháu trường kia thì cũng không được cái tiếng nết nó ổn định như mọi người khác. Yeah. Thì thôi, để con người mình làm thế nào được, đúng không? Thì thôi, chứ mà cũng đã xảy ra một cái việc đã chia tay để về rồi, thì bây giờ cái cháu này á, đấy vừa nãy có một cái chú em nào chắc dưới tuổi bác có bình luận là đại gia cái gì, cái đấy người ta có phải người ta nói ra đại gia đấy là do ích, người ta cũng nói là chẳng có làm ăn, bây giờ người ta tất cả dồn cho mẹ giữ, bây giờ chia cho ba anh em chỗ này chỗ kia của nọ ngoại và kia của này kia, chứ còn bây giờ mẹ vẫn giữ tiền cho, bởi vì người ta cũng không được khôn ngoan tuyệt đối, thành ra người ta cũng chỉ có một cái nếp na là sống trong lúc mẹ còn đang giữ được kinh tế thì người ta để cho mẹ giữ. Thế còn cái chuyện mà người ta nhận đại gia người ta không nhận thì mình không nên mắng người ta. Yeah. Không nên mắng, đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai là cái vụ trang này thôi, mình cũng để lượng thứ cho những người ta đã lỡ, người ta không được hoàn hảo như mọi người khác, thôi người ta bước tới một cái người mà nếu có tình cảm yêu thương từ cùng nhau để mà xây dựng cái cuộc sống về sau này. Yeah. Dù rằng có con hay không có con nhưng thôi mình cũng đấy là một cái niềm tin tất cả ai con người thế muốn sống có đôi con nữa. Thế còn nếu mà đi theo cái như ca sĩ, như nhạc sĩ mà cứ lung tung nó thì bỏ nhau cũng được, lấy còn được bỏ được thì người ta là khác mình, người ta giới khác mà. Thế còn mình thì mình cũng thôi, mình thông cảm tất cả cái chuyện đó, mình chỉ cần nói một thêm một cái ý chút là người phụ nữ Việt Nam đúng là phải giữ một cái nét mà của con người Việt Nam, đặc biệt bác cũng rất là vui để cho tất cả các con cháu nói thoải mái, nhưng mà những cái câu phản cảm ở trước ống kính thì mình cũng tìm cách nào đó nói cho lịch sự. Yeah. Trước xã hội đấy, mình không nên nói những cái câu thì còn đúng là cũng là một câu nói đùa thì có thể thôi một lần thôi thì thôi, cũng còn vinh không hay là bây giờ em đến ăn lần đầu tiên thì em được hưởng cái đó, chứ nhưng mà mình chỉ nói một lần thôi đấy. Cho nên là cô sẽ bị người ta chửi lại là như thế thôi, chứ còn con người thì cũng tốt đấy, chứ không phải sao đâu, cũng muốn là lấy đến chỗ chơi nơi có chốn mà cũng làm ăn đấy, đâu phải dựa dẫm đâu, đúng không? Người ta cũng mình cũng khẳng định thế thôi. Tôi nói nhiều được cháu rất là nhiều việc, bác không muốn tâm sự nhiều nữa đâu, thì nói qua thì các cháu hiểu nhiều thì giúp bác, hôm qua cháu có biết thì cháu tham gia một chút xíu, mình cũng không đưa người ta vào những cái tình huống người ta không có đầu óc như mình, thì mình cũng cố gắng mình nói làm sao để nó ở mức độ nào đó thôi, để cho người ta đi theo một cái chiều hướng tốt của mình, chứ mình cứ nói rồi người ta không biết, người ta không hiểu, người ta lấn theo cái đường người ta thích lại nói, người ta sẽ làm xã hội lại mắng chửi người ta thế thôi nhé. Dạ rồi, chào chú. Ok, dạ rồi. Ok, chào chú.